Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Mẹ có phải là mẹ thật sự của con? Vợ chồng tôi không thể có con, nên chúng tôi đã nhận nuôi Jessica từ trại trẻ mồ côi. Là một chuyên viên điều dưỡng trong bệnh viện nhi, việc chăm sóc trẻ con không quá khó đối với tôi. Em nhìn kìa, con cười trông thật đáng yêu. Điều mà em băn khoăn nhất là không biết sẽ trả lời ra sao nếu một ngày con lớn lên và bất chợt hỏi: "Mẹ ơi, vì sao mẹ không phải là mẹ ruột của con?" Chúng ta sẽ tham khảo sách viết về tâm lý trẻ để chuẩn bị cho điều này em ạ. Nếu em cảm thấy còn khó nghĩ thì chúng ta có thể đến gặp chuyên gia tâm lý. Anh nói đúng. Em cũng cần phải chuẩn bị tâm lý cho chính mình nữa. Lúc mới đưa Jessica về, con bé chỉ chưa đầy 1 tuổi. Giờ đây con đã biết chạy nhảy nô đùa cùng các bạn ở trường mẫu giáo. Càng ngày nỗi lo lắng về câu hỏi của Jessica trong tôi càng lớn dần theo sự phát triển của con. Một buổi chiều nọ, lẽ nào câu hỏi mình vẫn nghĩ tới lâu nay sắp sửa được thốt ra rồi ư? Có chuyện gì xảy ra với con thế? Hồi nãy bạn Sarah nói mẹ không phải là mẹ ruột của con. Bạn ấy nói sai phải không mẹ? Bạn ấy chẳng biết gì hết. Con ghét bạn ấy. Con không thèm chơi với bạn ấy nữa đâu. Jessica nắm lấy tay mẹ nào. Con có thấy là lúc nào mẹ cũng yêu thương con không? Dạ, mẹ là người thương yêu con nhất. Thế thì mẹ chính là người mẹ thật sự của con. Bởi vì người mẹ lúc nào cũng luôn bên con và yêu con, Jessica. Thế là cuối cùng điều em lo nhất cũng đã qua. Câu hỏi đã được hỏi và cuối cùng em cũng đã có câu trả lời. Anh tin là con đã có một câu trả lời hài lòng và đáng nhớ. Đừng lo lắng nhiều em nhé. Bởi một ngày nào đó, con sẽ nhận ra con là một phần không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta mà. Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.